Quê tôi ở tỉnh Quảng Bình, tôi đã vào công tác ở Sài Gòn là hơn 40 năm nay. Và mỗi năm tôi đều về quê làm giỗ tổ và thăm quê hương. Có một lần tôi đem theo một đứa cháu nội và tôi nói với cháu là cháu học thật giỏi và để năm nào bà cũng cho cháu về thăm quê hương vào dịp hè. Thế cháu mới hỏi là quê hương là gì hả nội? Thế là tôi mới giảng giải cho cháu về quê hương và tôi làm ngay một bài thơ ở trên tàu hỏa. Tôi đã quảng bá cho mọi người về cái quê hương của tôi là quê hương Quảng Bình thân yêu. Những lời ru của bà đưa em vào giấc ngủ bình yên. Những lời ru của bà theo bà, dù ai đi xa.